Diễm thi và chân như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đã cho tự do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ 6 ngày 18 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Việt Nam tiếp nhận thêm phản lực cơ chiến đấu. Hàng ngàn công nhân tiếp tục đình công tại Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, Việt Nam mới tiếp nhận thêm 3 chiến đấu cơ kiểu mới SU-30MK2 do tập đoàn sản xuất vũ khí Rosoboros Export và công ty máy bay Sukhoi của Nga bàn giao. Mỗi chiếc này trị giá gần 62 triệu đô la. Hiện nay Việt Nam có tổng cộng 23 chiếc như vậy. Đây là loại chiến đấu cơ có tầm hoạt động xa trong đất liền và trên biển, thích ứng với mọi điều kiện về thời tiết, thường được giới chuyên gia quân sự so sánh với phản lực cơ F-15E của Mỹ. Chiến đấu cơ này có thể mang theo 8 tấn vỏ khí, gồm tên lửa đối không, đối hạm, để tấn công vào các mục tiêu trên đất liền và ngoài biển khơi. Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm nay sẽ tổ chức tại thành phố Thủ Phủ, tỉnh Quảng Trị vào 2 ngày 4 và 5 tháng 6 tới. Một số vấn đề quan trọng được bàn thảo sẽ cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, những thành tựu trong chính dịch xóa đói giảm nghèo, các biện pháp ứng phó với thiên tai tại các tỉnh ven biển miền Trung. Trước khi hội nghị nhóm họp, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, diễn đàn đối thoại giữa các chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp bao gồm 14 hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức tài chính quốc tế và World Bank tại Việt Nam cùng hội họp tại Hà Nội vào ngày 29 tháng 5 năm 2012 tới đây. Diễn đàn doanh nghiệp sẽ thảo luận về môi trường đầu tư, thị trường vốn và ngân hàng, giáo dục và đào tạo. Cuộc đình công thứ hai tại Thanh Hóa lại tái diễn vào ngày hôm qua, khi hàng ngàn công nhân công ty giày Sơn Gê ở khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa ngưng mọi hoạt động, tràn ra quốc lộ 47 làm cản trở lưu thông. 8.000 công nhân Sơn đình công hôm đầu tuần nhằm đòi hỏi chủ nhân thỏa mãn một số quyền lợi chính đáng, theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, thì các yêu cầu hợp lý của công nhân đều được chủ nhân đáp ứng. Tuy nhiên, việc triển khai không thể được thực hiện tức khắc mà cần phải có thời gian để bàn bạc thống nhất và đưa ra giải pháp thỏa đáng. Trong khi đó, đại diện công nhân cho biết cách đây mấy hôm, chủ quản của công ty đã đánh công nhân xúc phạm đến nhân phẩm của người lao động. 3660 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tháng Tư vừa qua khiến hơn 3.000 người chết và hơn 2.700 người bị thương. Số liệu này do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phổ biến trong phiên họp hôm qua ở Hà Nội do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban chủ trì. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, số vụ vi phạm an toàn giao thông vẫn còn phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, uống bia, rượu, vẫn điều khiển xe các loại, xe khách chuyên chở quá tải. Ông cũng nói rằng lực lượng, lượng cảnh sát giao thông tại một số địa phương xử phạt chưa nghiêm, có những tai nạn được xử lý quá chậm chạp. Phó Thủ tướng ban hành một số biện pháp cấp thiết để chấn chỉnh tình hình, thực hiện chương trình an toàn giao thông toàn quốc. Thưa quý vị, các lực lượng ly khai sắc tộc ở Bắc Miến Điện khẩn yêu cầu Liên Hiệp Quốc cử quan sát viên đến theo dõi nhiệm vụ giao tranh giữa họ với binh lính chính phủ Miến Điện. Theo đại tá James Blumdow, một viên chức của tổ chức Kachin độc lập ly khai, thì quân đội Miến Điện nhắm tấn công vào cả thường dân. Sau 17 năm sống trong hòa bình, cách đây 11 tháng, các cuộc xung đột võ trang giữa lực lượng kháng chiến Kachin với binh lính Miến Điện lại bộc phát trở lại, khiến trên 50.000 người phải bỏ chạy khỏi nhà cửa đi lánh nạn. Theo một quan chức Miến Điện ẩn danh, thì những cáo buộc do phía Kachin đưa ra là thiếu chính xác và chính phủ Miến Điện đang tiến hành các cuộc thương thuyết nhằm giải quyết xung khắc bằng giải pháp chính trị. Nhân chuyến đến thăm Miến Điện hồi đầu tháng này, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu Tổng thống Sen sớm chấm dứt mọi cuộc bạo động, đổ máu. Và thưa quý vị, Đài Loan sẽ tiếp nhận hai chiếc tàu Ramin do Hoa Kỳ cung cấp trong những tháng tới trong kế hoạch nâng cấp khả năng quốc phòng, đề phòng hành động phong tỏa hai tấn công từ phía Trung Quốc. Các loại tàu Ramin dọc theo duyên hải thuộc kiểu Osprey là loại tàu có kích thước lớn thứ hai trên thế giới sẽ được giao cho Đài Loan trong đệ nhị bán niên năm 2012. Trong chương trình nâng cấp chiến cụ cho Đài Loan trị giá tổng cộng 6 tỷ 400 triệu đô la, Washington sẽ bàn giao cho Đài Loan một số hỏa tiễn Patriot, trực thăng Black Hawk, chiến đấu cơ F-16, tàu Ramin Osprey và các trang thiết bị truyền tin. Bắc Kinh luôn luôn phản ứng gay gắt trước những thường vụ vũ khí từ Washington đi Đài Loan, nhưng Hoa Kỳ không thể ngừng hoạt động này. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ việt net Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ ái-châu-tự-do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.of.org. Diễm thi và Trương Như xin kính chào tạm biệt.